Xin chào các bạn. Video này mình quay một chiếc Airbus A319 đến từ hãng hàng không Mông Cổ Aero Mongolia. Điều đặc biệt là chiếc này được sơn gần như toàn thân là màu trắng. Hãng hàng không của Mông Cổ này hiện tại chỉ có 4 chiếc máy bay, trong đó có 2 chiếc Airbus A319. Nhưng đây là lần đầu tiên mình quay được chiếc Airbus A319 sơn màu trắng của hãng này đến sân bay Nội Bài. Trước đây thường đến Nội Bài là chiếc sơn màu xanh. Ta thấy mặc dù gần như toàn thân máy bay được sơn màu trắng nhưng vẫn có điểm nhấn là logo của hãng hàng không là hình đại bàng trắng trên nền màu xanh. Đây có thể coi là loài chim linh thiêng đối với đất nước trên vùng thảo nguyên bao la. Chiếc máy bay này mang số đăng bạ là ZU1188, là một trong hai chiếc Airbus A319 của Aero Mongolia. Chiếc còn lại mang số đăng bạ là ZU1199. Còn đây là pha hạ cánh của chiếc A319 sơn màu trắng của Aero Mongolia, được quay từ camera góc rộng. Thêm một chiếc máy bay có livery đặc biệt đến hạ cánh. Đây là một chiếc Boeing 737-800 đến từ hãng China Eastern Airlines. Chiếc máy bay này thì không được trang trí hình đại bàng mà được trang trí với hình loài chim Vân Nam. Còn đây chính là chiếc Airbus A319 còn lại của hãng Aero Mongolia mà mình đã quay trước đây. Chiếc này mang số đăng bạ ZU1199. Và chiếc này thì được trang trí với nhiều họa tiết màu xanh da trời. Kể cả trên đuôi đứng của máy bay cũng sơn toàn bộ bằng màu xanh da trời. Và đây là lúc chiếc A319 sơn màu xanh của Aero Mongolia được đẩy lùi để chuẩn bị khởi hành ở sân bay quốc tế Nội Bài.
và cất cánh của chiếc Airbus A319 Aero Mongolia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.